Hello, xin chào mọi người, mình là Han đây. Thì chủ đề video hôm nay là phân tích kỹ năng. Thì trước khi mà đi phân tích kỹ năng thì gửi tới chúc mừng mấy anh em fan T1. Thì đêm qua chúng ta sẽ có một trận chung kết rất là hay vào ngày chủ nhật ha. Đánh thứ bảy nhưng mà chủ nhật thì nâng cấp. Thì sáng hôm nay rất là vui. Thì chia sẻ niềm vui cùng mấy anh em. Rồi ok, đi vào chủ đề chính của video. Thì hôm nay chúng ta sẽ là xem qua kỹ năng của con Sonja này nó sẽ như thế nào. Sau khi chúng ta coi được kỹ năng của Bonnie và Sonja, còn Hawking thì chỉ mới có là 3 kỹ năng đầu thôi. Thì khi nào mà có kỹ năng, các kỹ năng còn lại thì mình sẽ gửi thông tin cho một anh em cùng xem. Rồi ok, thì về kỹ năng Sonja sẽ như thế nào và con Sonja này có đáng để quay hay là không ở trong giai đoạn sau. Đầu tiên, con Sonja này nó sẽ là vai trò là chiến binh nha mọi người. Thì nó cùng chung với là con Hawking là hai con chiến binh liên tiếp. Thì về ultimate của con Sonja này nó sẽ nhanh chóng gây nhiều sát thương về phía trước, sau đó là lao về phía cuối khu vực gây sát thương một lần nữa. Thì hôm bữa mình trong cốt truyện hình như nhớ không lầm là mọi người đã test con Sonja này rồi và cùng chung với lại con Luka. Thì kỹ năng của con Sonja này nó sẽ đâm vào tuyến trước nha, nó dùng cái kiếm á. Đây cái kiếm của nó, đây là cái kiếm của nó ha, cái cây trượng, cái này dùng là gọi là cái trượng hay là cái kiếm gì đó trong cốt truyện, nó sẽ là cái gì đó. Thì khi mà mọi người dùng con tướng này thì nó sẽ có skill là đâm vào trước mặt, dạng như cầm cái kiếm đâm tới đó. Thì sau khi mà đâm bao nhiêu phát nó sẽ lướt ra ngoài sau nha, nó sẽ lướt ra ngoài sau và đâm tiếp một lần nữa. Có nghĩa là con Sonja này nó sẽ tấn công tuyến trước, đâm liên tiếp vào tuyến trước, và sau khi đâm lần đầu tiên thì nó sẽ lướt ra vào tuyến sau và đâm vào khu vực có nhiều sát thương nhất. Đâu rồi, đâm vào khu vực có nhiều kẻ địch nhất. Vậy như vậy và gây sát thương, và cái sát thương này nó sẽ hồi phục nha ở cái phần S cộng hay là siêu cái vũ khí độc quyền gì đó. Rồi ok, về skill thứ hai của con Sonja này là khi bắt đầu trận chiến thì cái con này nó sẽ ký hợp đồng, giống như trong đây trong skill này là tiếng Hàn nha. Thì nó sẽ dịch là cho khi bắt đầu trận chiến nó sẽ ký hợp đồng ăn uống với đồng minh ở bên trái và bên phải để họ không thể tăng giá trị thuộc tính của mình như thế gì đó. Thì cái này là mình chưa biết skill nó sẽ như thế nào nha, thì mình hiểu nha. Thì khi mà bắt đầu trận chiến thì con Sonja này nó sẽ cho một cái boost là đứng hai bên hông nha, không phải đứng sau lưng nha, đứng hai bên hông. Đối với skill Luka là đứng xung quanh, còn riêng con Sonja này sẽ đứng hai bên hông. Thì mình không biết kiểu đứng hai bên hông là có phải dịch xung quanh hay không, tại vì cái này là tiếng Hàn. Thì đứng hai bên cánh của nó, đứng mình nói là dùng bên tay trái và bên tay phải đi, cái này không biết là nó có tính cùng hàng hay là không, hay là chỉ cần đứng phía bên trái và phía bên phải thôi. Thì nó sẽ cho một cái boost gì đó mà cái boost chỉ số nó sẽ tăng thuộc tính cơ bản, hoặc là tăng thuộc tính phòng thủ hay là tấn công của nhân vật bên trái và bên phải của nó ha. Rồi ok, về skill thứ ba là gây sát thương cho kẻ địch xung quanh. Ngay về skill thứ ba nữa là gây sát thương cho kẻ địch xung quanh. Cái này là như là đánh lan hay là thứ như hay là đánh lan hay thứ gì đó nha, cái này chưa rõ, trong đây chỉ dịch skill thôi không gì thích, nó chỉ có một dòng duy nhất. Rồi ok, về skill thứ tư là tăng cái HT này trong trận chiến. Đây cái chỗ skill đi ha, tăng cái HT này, mình nghĩ tăng cái HT này là như là tăng cái tốc độ, tăng cái chỉ số cấp tốc hay là thứ gì đó nha. Cái chỗ này thì chịu, cái này chờ cái nào ra. Mình nghĩ là thường đa số skill thứ tư của nó là tăng, một là tăng tấn công. Đối với những con tướng HP tăng HP, còn đối với những con tướng mà công thì nó tăng chỉ số cấp tốc thôi. Thì mình nghĩ là cái HT này nó sẽ là chỉ số cấp tốc ha. Rồi ok, về skill khi mà mở khóa vũ khí độc quyền. Thì sau khi mở khóa vũ khí độc quyền thì mỗi lần mà con Sonja này nó tung kỹ năng tối thượng đầu tiên nha, trong đợt đầu tiên nha, thì gọi là nó sẽ có được một gọi là cái cơn máu, gọi là cơn khát máu đi, gọi là cơn máu. Thì nó sẽ được tăng cường sức mạnh vĩnh viễn. Có nghĩa là khi mà con Sonja này nó tung cái đòn phi kiếm nha, đâm kiếm á, rồi mà gọi là dùng đòn đâm kiếm trong lượt đầu tiên thì nó sẽ hồi máu. Và mọi người nên nhớ nha, lượt đầu tiên ở đây là nó không ghi rõ đây là lượt đầu tiên ở đâm tiếng trước hay là lượt đầu tiên ở đâm tiếng sau. Nó ghi ở đây là chỉ là sau khi dùng kỹ năng tối thượng đòn, đâu sử dụng là kỹ năng tối thượng lần đầu tiên. Có nghĩa là một cái kỹ năng tối thượng của con Sonja nó phân ra làm hai lần, một lần là đâm tiếng trước, một lần là đâm tiếng sau. Vậy con Sonja này nó sẽ là được hồi máu hai lần. Cái cơn máu này giống như hút máu á, nó sẽ được hút máu hai lần nha. Và cái này mình không biết nó sẽ có hồi phục nha. Cái này thì nó sẽ được tăng cường sức mạnh vĩnh viễn nha. Là trong lần đầu để đâm hai lần, không biết là cái đâm hai lần đó thì nó có tính lên nít hay là không, còn chờ sau này ra bộ kỹ năng mình coi thử là nó sẽ như thế nào. Tại vì trong cái thi triển kỹ năng này nó ghi là đâm về tiếng trước này, rồi đâm về tiếng sau một lần nữa, thì hai lần đâm này nó có cộng dồn hay là không, hay là nó chỉ tính một lần thi triển là duy nhất một lần thi triển ultimate một lần đầu tiên thôi. Rồi ok, một lần đâm đầu tiên thôi. Rồi tăng sức tấn công, tăng cường sức mạnh vĩnh viễn nè. Rồi về skill cuối cùng khi mà mọi người lên bậc thăng thiên cộng thì một phần tỷ lệ phần trăm sát thương nhất định do kỹ năng tối thượng, là đây là khi mà mọi người thi triển kỹ năng tối thượng nè, gây ra sát thương để chuyển thành khả năng hồi máu chính nó. Ok, cái này gì ở trên đây sẽ không có hút máu nha,
ở skill khi mà bỏ vũ khí độc quyền sẽ không có hút máu nha, này ở vũ khí độc quyền nó sẽ là tăng sức mạnh linh viễn, còn khi mà mọi người lên cái bậc thăng thiên cộng của nó là một phần tỷ lệ sát thương của cái đòn ultimate nó sẽ chuyển thành khả năng hồi máu, mình gọi là hút máu đi cho nó dễ ấy. Ôi, nói chung là về kỹ năng của con Sonja này là một con tướng gọi là trá hình giống tăng cơ nha. Về con tướng này bộ kỹ năng mọi người nhìn có thể giống con nào, giống con sư tử á nha. Về bộ kỹ năng của con Sonja này nó chỉ cơ bản nó giống con sư tử đực, thì con sư tử nó sẽ có skill là khiêu khích cái địch, và khi cái địch đứng gần nó và nó gây sát thương thì nó xoay á, khi mà nó xoay lên thì nó sẽ hồi máu nha, hút máu lên rất là ngon. Nói chung là về cơ bản của những con chiến binh á thì mình thấy con Sonja này nó na ná thôi, giống con sư tử rất là nhiều. Về ngoài ra thì con Sonja này nó có khả năng gọi là có khả năng áp sát ra kẻ địch ở tuyến sau. Cái này skill áp sát này á, được khi mà mình chơi á là mình thấy nó lướt ra ngoài sau, thì chỗ này ghi là sau đó lao về phía cuối khu vực, thì chỗ này mình nghĩ là cái chỗ này về phía cuối khu vực là có số lượng mục tiêu đông nhất, hay là lướt ra phía sau lưng cái chỗ mà sau lưng kẻ địch, hay là cái vùng trống thôi. Tại vì mọi người biết không, tôi giải thích chỗ này tại vì sao nha, tại vì khi mà mọi người đi BK trong cái map đấu trường 3 hoặc là một cái map đấu trường nào đó, nó có chế độ cái tường nó bị chặn lại, cái tường nó bị chặn ở hai khe, hoặc là ở map đấu trường 5 thì có cái khe nhỏ, thì khi mà cái khe đó nó sẽ không đủ chỗ đứng cho đơn vị đồng minh. Thì tôi nghĩ là khi mà con Sonja này quýnh nó map đấu trường 3 thì con Sonja này nó sẽ lướt ra luôn cả ngoài sau cái ở bản đồ luôn. Vậy thường đúng không, cái chỗ cái đường giữa map 3 thì nó sẽ chứa được hai con đúng không, nó chứa được hai con, thì khi mà con Sonja này đâm vào tiếng trước thì lúc mà nó lướt ra ngoài sau là nó lướt hết ra gần như tận cùng bản đồ, nơi mà có một cái ô vị trí trống để cho nó đứng để nó đâm tầng 2. Thì nếu như đi BK thì con Sonja này nó sẽ luồn ra được ở ngoài sau rất là nhiều. Thì không biết skill này nó lướt ra ở ngoài khu vực có mục tiêu xa nhất, hay là chỉ lướt về phía sau của sau lưng của cái địch nó vừa mới tấn công. Thì skill này sau khi mà ra mình sẽ có nhiều cái nhận định về bộ kỹ năng của con này sau. Rồi ok, đó là cơ bản về bộ kỹ năng con Sonja ha, một con chiến binh có khả năng hồi phục tiêu sát thương ultimate, ngồi ra còn boost chỉ số cái đồng minh bên cạnh. Đấy, nói chung là tăng tấn công nữa, con này là một con đam rất là to. Và bộ skill này mình hy vọng thôi, về con Sonja rất là nhiều là nó có thể có sát thương chuẩn hoặc là thêm một cái gì đó để cho điều đặc biệt. Thế nếu như mà con Sonja này đi mà chỉ là sát thương thuần túy thôi thì nó sẽ rất khó, tại vì ở thời điểm này thì cần một tướng hiện tượng để đi đánh boss nha. Chứ tầm Nara nè, rồi trong banner ở thì hiện tại nhưng chỉ có một mình con boss, một mình con Sinbad thôi. Cho tới thông tin thì hiện tại là đam boss ok nhất, còn Bonnie thì mình chưa biết như thế nào, tại Bonnie là đam AoE và đam phép nha, không có đam chuẩn nha. Đấy, cho nên là mình sẽ kỳ vọng là con này nó sẽ có một đam chuẩn, là đam phá giáp hay thứ gì đó ở chỉ số tăng thêm, thì để đi đam boss cho nó mạnh, hoặc trong quá trình đi quét ải Dula thì nó sẽ ok rất là nhiều. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mấy anh em buổi sáng chủ nhật thiệt là tốt vời. Đa lộn, sorry mọi người, chiều lúc này thằng này lú rồi, thật là tuyệt vời, tại đêm qua mình Cotiwan xong bây giờ lú luôn rồi. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video ha, và chúc mọi người ngày mới thiệt là tốt lành. Chào mọi người, mình là Hi An.